Dạ không sao, thì bạn Mai đứng qua đây cô. Cô vẫn ở đó được mà. Dạ. Để tại vì nãy giờ ai không biết mặt thầy. Bà Mai xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Và sau đây một bài thơ của anh Phùng Quân mang tên là Rượu Say. Bà sẽ xin đọc nào. Khi mà Hoàng Bạch Mai ngâm á, khi mà thấy là rượu đời thoáng vị mạc trinh nguyên, người có trở về trong huyền ảnh,
dấu cụ thèm hoa đọng sương đêm. Và Kim Hà nghĩ rằng cái đó là rượu say, rượu say người và rượu say tình, chứ không phải là say rượu. Này, cái này em xin phép thầy, cái này em hay có cảm giác và phải nói liền như vậy. Cũng như có một lần xin ngoài lề chút xíu là khi ông thầy của ông xã, tức là nhà thơ Nguyên Sa, nói chứ tại sao em cứ nói là em thích thơ của thầy, nói là tại vì em thấy cái sự thông minh kinh khủng của thầy trong đó. Cái thầy đấy nhỏ học trò dâu này lá lém lỉnh quá, thông minh chỗ nào? Nói dạ thầy nói rằng tóc em anh sẽ gọi là mây, để lỡ chúng mình mà có xa cách đó, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Cho nên thầy á coi như cột cái tóc của cô đó, của cô giáo Trung Vương đang cột vô trong cái không có thoát được, bởi vì đi đâu cũng gặp mây cả. Tức là coi như là anh không bao giờ rời xa, bởi vì đâu cũng gặp mây. Tức là tóc là mây, mây là tóc. Thầy nói như vậy là thì thầy nhận em là một trò, một trò Xuân nó ra ngoài nó còn không có biết thầy làm thơ nữa. Thầy Diễm Xuân không có biết nhà thơ Nguyên Sa là ông thầy của ảnh. Dù là anh học triết với thầy. Thì ở đây em cũng xin mạn phép trả lời thầy là tại vì hồi nãy anh hỏi mà chưa thầy chưa trả lời, em trả lời trước. Bây giờ thì để mở đầu cho phần mãn đàm, chắc anh chị mà cũng cần bình an lên đây chút xíu. Hình như là bình an có một câu hỏi rất hay là về cái triết học hay là về đặc thì chắc bình an mở đầu cái phần mãn đàm. Thưa quý ông chị, Bình An xin được hân hạnh mở đầu phần mạn đàm, bởi vì cũng xin quý anh chị nhớ là ngày hôm nay có một đứa nhỏ không có được học triết ở đây, thì xin quý anh chị đặt nhiều câu hỏi để mà Bình An cũng được học hỏi nha. Thưa quý anh chị, mời xin Bình An.